sensei dịch hay vậy, em dịch không ra cái gì hết. Hu hu. Những câu dài em vẫn chưa biết dịch, sensei có cách nào chỉ giúp em với ạ? Em cảm ơn sensei ạ, sensei giảng hay quá, dịch mượt quá, ước gì em dịch bài nào cũng xuôi như sensei ạ. Mình nghĩ là thời học sinh, chắc Thanh sensei học văn giỏi lắm, có khả năng diễn giải rất lưu loát, idol cách nói chuyện của cô. Em đang học thông dịch, học phần đọc hiểu em thấy rất tốt, giống như cô giáo em dạy tìm động từ chính và tìm chủ ngữ là dịch được câu. Cô Thanh dạy hay quá, đang học em cảm thấy rút ra được nhiều kinh nghiệm, cảm ơn thầy cô ạ. Xin chào mọi người. Thực ra các comment mà chúng ta vừa mới nghe thấy ở đầu clip đấy đều là những comment của các bạn học viên trong các bài giảng đọc hiểu của mình trên các khóa học N3, N2, N1 online thuộc dungmodi.com. Thì trước giờ các bạn học viên đều rất là hay thắc mắc, hay hỏi mình rằng là cô ơi, cô sao cái bài đọc này em dịch thì nó chẳng ra đầu, ra đuôi, ra ngọn ngành gì cả mà sao nghe cô dịch nó cứ nuột thế nhở? Thế thì làm thế nào để các bạn có thể dịch được một câu trong tiếng Nhật thật là hay, thật là đúng? Kiểu như mình chẳng hạn. Thế thì nó đều có những cái gì nhỉ, những cái bí quyết, những cái mẹo riêng đấy mọi người ạ. Và mình tin chắc rằng nếu như chúng ta chỉ cần nắm chắc những cái liên quan đến những cái thuộc về mẹo như thế thì chắc chắn các bạn sẽ có được những cái bí quyết làm sao để dịch được những câu tiếng Nhật rất là hay nhá. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng nhớ đồng hành với mình trong clip này từ đầu đến cuối, bởi vì có lẽ nó sẽ hơi dài một chút. Nhưng mà mình tin chắc rằng nếu như bạn nào mà theo dõi hết toàn bộ clip của mình ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ để chúng ta có thể cải thiện cái khả năng dịch từ câu tiếng Nhật sang câu tiếng Việt sao cho nó nột nà nhất nhá. Và clip của mình ngày hôm nay nội dung chủ yếu nó sẽ xoay quanh vấn đề sau đây, đó là một vài điểm lưu ý để các bạn làm sao có thể dịch được câu tiếng Nhật hay nhất và đúng nhất nhá. Ok, và giống như mọi lần thì mình vẫn sẽ nhờ cái bảng này và chúng ta sẽ có một bài học, một clip mang đậm tính chất là học thuật một chút, đúng không nào? Rồi, bây giờ ở đầu clip này cũng như là đầu cái bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra ngay một vài những cái tip nhỏ, tức là một vài những cái điểm mà các bạn nhất định phải lưu ý khi mà bắt tay vào dịch một câu tiếng Nhật cũng như là dịch một đoạn văn tiếng Nhật nhá. Đó là thứ nhất, các bạn phải gì nhỉ, xác định được đúng cấu trúc của câu mà chúng ta cần dịch. Xác định đúng cấu trúc ngữ pháp của câu ở đây là xác định gì nhỉ? Xác định các bộ phận của câu, ví dụ như là chủ ngữ, vị ngữ hay là những cái thành phần bổ nghĩa trong câu nhá. Rồi gọi là mệnh đề, đúng không? Vấn gọi gì nhỉ? Chúng ta có dùng cái gì đấy? Vế 1, vế 2, vế 3 trong câu như thế nào nếu như đó là một câu phức, đúng không nào? Tiếp theo, sau khi các bạn xác định được rõ ngọn ngành cái gì đấy, cái ngữ pháp, hay là xác định được đúng cái ngữ pháp của câu đó rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc gì đây? Việc tìm và dịch thật là chuẩn những cụm danh từ trong câu, đúng nhỉ? Những cụm danh từ trong câu. Khi mà nói qua về lý thuyết như này chúng ta sẽ hơi khó hình dung một chút, đúng không nào? Nhưng mà các bạn yên tâm, ngay sau khi một vài giây đầu này chúng ta nói qua về lý thuyết này thì chúng ta sẽ đi ngay vào thực hành nhá. Rồi, tuy nhiên nếu như mà chúng ta chỉ dừng lại ở hai vế này thì các bạn sẽ chỉ dịch được đúng nghĩa của cái câu đó, tức là như kiểu là mình dịch từ word by word ấy. Còn một cái điều nữa đó là gì nhỉ, để chúng ta có thể dịch hay thêm một cái sang cái mức mà dịch được câu hay ấy, thì cái này phụ thuộc vào cái khả năng ngôn ngữ của các bạn, đặc biệt là khả năng ngôn ngữ trong tiếng Việt nữa mọi người ạ. Thực ra cái này sẽ là một câu chuyện mà kiểu hơi gọi là dí man một chút, đó là vì sao mình lại có thể diễn đạt được những cái câu văn sang tiếng Việt mà có thể tạm gọi là cũng hay hay như thế. Là mình bật mí một chút là bởi vì là hồi cấp 3 mình có học chuyên văn đấy mọi người ạ. Thì các bạn biết là khi mà học sinh học chuyên văn thì sẽ phải viết văn rất là nhiều cũng như phải đọc rất là nhiều sách, đúng không nào? Nên là mình cũng nghĩ là một phần cái mà hình thành nên cái khả năng nói tiếng Việt của mình ngày hôm nay cũng nhờ những ngày tháng học chuyên văn như vậy. Và hai nữa là thời đại học, ở học của Đại học Hà Nội ấy, thì mình có học chuyên ngành tiếng Nhật. Và chuyên ngành tiếng Nhật của Đại học Hà Nội thì nó chủ yếu thuộc chuyên ngành biên phiên dịch ấy. Nên là khi mà học ở trường thì bọn mình cũng được các thầy cô giáo nắn nót cho rất là nhiều trong cái việc mà dịch làm sao để cho một câu nghĩa từ tiếng Nhật sang tiếng Việt nó hay nhất. Chính vì vậy mà các bạn hãy nhớ nhá, nếu như mà chúng ta không phải làm những công việc liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật này, hay những công việc liên quan đến chuyên ngành ngôn ngữ, ví dụ như biên phiên dịch, thì chúng ta không cần phải quá đặt nặng cái vấn đề mà làm sao để mình dịch cho nó hay mướt mượt mượt đâu. Mà quan trọng nhất các bạn hãy có thể cứ dừng lại ở việc là chúng ta dịch đúng và hiểu đúng nghĩa của câu đó là ổn rồi. Được chưa nhỉ? Rồi, thế thì trước khi vào cái phần thực hành, mình có một cái lưu ý nhỏ nữa cho các bạn. Đó là ở đây mình sẽ phân biệt cho các bạn sự khác nhau giữa gì nhỉ? Giữa một câu văn đơn giản và một câu văn phức tạp. Thực ra nhá, chúng ta học sơ cấp rồi đúng không nhỉ? Chúng ta rất là quen thuộc với cái mẫu, cái câu số 1 này. Chủ ngữ ạ,
cái gì đó. Đây mình đưa ra một ví dụ, một câu bất kỳ nhá. Chủ ngữ ạ, danh từ đệ, danh từ tộ, danh từ hộ, về mas, tức là cái chủ ngữ này làm cái hành động này, đúng nào? Làm cái hành động này cùng với ai đó hay cùng với cái gì đó, đúng không? Ở một nơi, nơi nào đó. Thế thì ngày xưa chúng ta có thể có những câu như này nhá. Watashi wa desu ne, restoran de haha to hay là okasan to gohan o tabemasu ne. Tôi ăn cơm đúng nào cùng với mẹ tôi ở ở đâu nhỉ? Ở nhà hàng đúng nhỉ? Thì các bạn thấy là cái câu đấy mỗi một cái danh từ là mẹ này, nhà hàng này, cơm này hay là ở đấy mẹ nhà hàng cơm đấy thì mỗi một cái nó chỉ là một danh từ đơn đúng nào? Ví dụ như là mẹ, nhà hàng, cơm, được chưa? Rồi thì cái này mình xếp nó vào những cái dạng câu là câu đơn giản, tức là chúng ta chỉ cần xác định chủ ngữ ở đâu rồi chúng ta dịch gì nhỉ, dịch cứ theo từng cái gì nhỉ, từng cái trợ từ và sau đó đi kèm với cái danh từ là chúng ta dịch chắc chắn đúng 100%. Đó là những câu đơn giản. Tuy nhiên sau khi chúng ta, ngày xưa chúng ta học tiếng Nhật đúng là chúng ta đi từ sơ cấp lên đến trung cấp, tức là tầm từ khoảng N3 trở lên chúng ta bắt đầu khó khăn hơn ở cái việc dịch. Các bạn thường hay hỏi mình là trời ơi câu này nó cứ dài loang ngoang như này, không biết chủ ngữ ở đâu, không biết vị ngữ ở đâu mà chẳng biết dịch như thế nào cho ổn đúng không nhỉ? Thì mình xin bật mí với các bạn như sau. Tất cả những cái câu mà chúng ta tưởng chừng như là gì đấy, như là nó rất là phức tạp như thế, thực chất ra thì nó cuối cùng nó vẫn chỉ quy về một cái mẫu ngữ pháp, một cái dạng mẫu câu cực kỳ đơn giản mà chắc chắn chúng ta đã từng học trong quá khứ rồi. Thứ nhất, nếu như nó là chủ, chắc chắn nó vẫn sẽ có dạng là chủ ngữ và cuối cùng là động từ, hoặc là gì nhỉ? Chủ ngữ cuối cùng là danh từ, hoặc là chủ ngữ và cuối cùng là tính từ. Còn những cái râu ria lung tung đấy, nó chỉ là những cái mang tính rất là bổ ngữ thôi. Thì các bạn sẽ nhìn dễ hơn như này này. Đây, ví dụ như câu này. Trước giờ chúng ta học như này đúng không? Thì sang một câu phức nó sẽ có dạng như này. Chủ ngữ vẫn, về cơ bản nó vẫn như thế này nhá. Chủ ngữ, danh từ đệ, danh từ đệ. Nhưng mà có một cái phần mà mình đánh dấu ở đây, đó là những cái dấu chấm chấm này. Đó, những cái phần mà chúng ta thấy rằng là dài lằng ngoằng trong câu đấy, thực chất nó đều là những cái bổ trợ nghĩa cho một cái gì đó. Ví dụ, cái chủ ngữ trong những cái câu phức nó sẽ không chỉ đơn giản là tôi nữa, mà sẽ là gì nhỉ? Tôi, một đứa con gái cực kỳ là ham ăn. Đó, thì nó sẽ là phần này đúng không nào? Đã gì nhỉ? Đã đi ăn trưa đúng không nào? Đã đi ăn trưa cùng với mẹ ở một nhà hàng rất là sang chảnh. Đó, thì những cái mà rất là sang chảnh, một cái đứa là một đứa là rất là ham ăn như tôi đấy, cái đấy chính là cái yếu tố mà đã khiến cho các bạn cảm thấy trong câu tiếng Nhật nó khó hơn rất là nhiều đúng không nào? Tuy nhiên các bạn biết không, nếu như mà chúng ta chỉ cần nhìn ra được những cái cụm danh từ như thế đúng nào, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dịch được ra câu cực kỳ là đơn giản. Bởi vì suy cho cùng ngữ pháp, nó một câu bao giờ nó cũng phải bám đúng cái ngữ pháp từ ngày xưa chúng ta học đúng nào. Tiếng Việt cũng thế đúng không nào? Hay là có một cái dạng câu nữa, đó là gì nhỉ? Tất cả chỗ này nó sẽ trở thành một vế đúng nào, xong rồi chúng nó còn đi thêm gì nhỉ, các thể loại vế 2, vế 3 nữa. Và chính cái việc mà câu dài vế 2, vế 3 đấy cũng là một yếu tố mà khiến cho các bạn thấy trong câu tiếng Nhật dịch nó khó hơn rất là nhiều đúng không nào. Nên là các bạn hãy hiểu như này, chúng ta cứ hiểu đơn giản được nhỉ, hiểu đơn giản nhất cái câu mà chúng ta cần dịch, suy cho cùng nó chỉ là nằm một cái ngữ pháp cơ bản theo đúng ngày xưa mình học. Bao giờ cũng thấy chỉ có 3 dạng duy nhất: chủ ngữ, xong rồi đến động từ, một là vị ngữ sẽ động từ, hai là chủ ngữ, đuôi câu sẽ là gì nhỉ, sẽ là danh từ đúng không nào, và ba chủ ngữ và đuôi câu là tính từ. Còn những cái râu ria chắc chắn nó sẽ phải là bổ trợ cho một cái phần nào đó, hoặc là một cái dạng câu phức. Câu phức là gì nhỉ? Câu phức là vế 1 như thế này, vế 2 như này, vế 3 như này. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy nó xem là mẫu ngữ pháp, từng các vế đấy là mẫu ngữ pháp nào thì chắc chắn các bạn sẽ dịch ra. Ví dụ như sau, ví dụ như là vế 1 tekara chấm chấm vế 2 đúng không? Hay là vế 1 desu ka, vế 2 như nào đó nhá. Thế thì khi mà không biết là các bạn nghe mình liên thiên đến đây các bạn có hiểu bài không nhỉ? Thế thì trong cái bài ngày hôm nay mình sẽ không chỉ chém gió lung tung nữa, mà bây giờ mình sẽ đi ngay vào việc thực hành với các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch các câu trong tiếng Nhật. Mình sẽ dịch cùng với các bạn từ đơn giản cho đến phức tạp, và mình nghĩ là sẽ rất là khó để chúng ta phân biệt được là câu nào đơn giản, câu nào phức tạp, bởi vì tùy từng người sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà mình làm một cách đơn giản nhất, đó là mình rút ra từ các bài đọc hiểu trong các đề thi GLPT, đề thi thật luôn ở trong này, từ N5, N4, N3, N2, N1, và mình sẽ dịch cho các bạn để thấy rằng là gì nhỉ? Cái cấu trúc
ngữ pháp của chúng ta từ sơ cấp cho đến cao cấp nó là thay đổi như thế nào và làm thế nào để giải quyết nhanh gọn nhất từng cái câu như vậy nhá, sang tiếng Việt đúng không nào? Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đó là đề đọc hiểu của N5. Và các bạn nhìn đây, đó là N5 tháng 12 năm 2015 nhá. Ôi, bây giờ bạn nào đang xem clip này mà học N1 các bạn sẽ thấy câu này cực kỳ là đơn giản đúng không nào? Câu đầu tiên nhá, chúng ta cùng nhau nhìn nhá. 私は今日友達と買い物に行きました。ですね。Trong này, trong tất cả những cái bài này mình đều có một cái phần là phần gạch chân ở đây. Thì các bạn tưởng tượng những phần gạch chân chính là những cái phần mà cụm danh từ, đúng nhỉ? Một cụm danh từ trọn vẹn nhá. Sẽ có những cụm danh từ, sẽ có những danh từ đơn, ví dụ như câu này sẽ là tôi như nhỉ? Hay là bạn này, hay là mua sắm này, được chưa? Rồi sẽ có những cái cụm danh từ phức tạp hơn thì chúng ta sẽ thấy dần dần ở những cái câu tiếp theo nhá. Thì với những câu như này, nếu như các bạn mà đang học N5 thì các bạn hãy cùng nhau nhìn thật là đơn giản nhé. Câu này chúng ta thấy ngữ pháp, mẫu ngữ pháp của nó chắc chắn là danh từ chủ ngữ vã. Xong rồi gì đó, về mas đúng nào? Đây là về, cụ thể đây là về masta nhé. Rồi, thế tiếng Việt của mình là gì nhỉ? Chủ ngữ, xong rồi đến động từ, xong rồi đến tân ngữ, bổ ngữ đúng nào? Tức là tôi đi học. Nhưng mà tiếng Nhật sẽ là tôi xong rồi học rồi đi đúng không nào? Nên là các bạn sẽ nhớ này, khi mà dịch sang tiếng Việt bao giờ chúng ta sẽ nhìn chủ ngữ đầu tiên và nhìn đuôi câu trước và sau đó chúng ta cứ dịch lộn lên bên trên, được chưa nhỉ? Và dịch lộn như thế nào, chúng ta cứ lần lần theo từng cái gì đấy, cái mà chúng ta vẫn thường quen gọi là trợ từ đây này, được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhá, rất đơn giản nào. Và ta sẽ là tôi đúng nào, đã đi đâu, đã đi mua sắm cùng với ai, cùng với bạn bè vào ngày hôm nay. Hay là mình chuyển lại thì mình sẽ để cho trạng ngữ ở trên đầu sẽ là hôm nay tôi đã đi mua sắm cùng với bạn bè đó. Các bạn thấy không, vẫn là hai bước vừa nãy nhá. Đầu tiên là xác định chủ vị, tức là xác định ngữ pháp trong câu, sau đó chúng ta dịch theo từng cụm danh từ một đúng nào, và lần theo từng cái gì đấy, từng cái trợ từ nhá. Câu số 2 này các bạn cùng nhau nhìn nhá. 3ヶ月前に見えた映画の DVD が欲しかったからです。Các bạn nhớ này, cái mẫu ngữ pháp của nó đây là gì nhỉ? からです là gì nhỉ? Bởi vì. Đúng nào? Bởi vì thì chúng ta có một mẫu ngữ pháp là danh từ が hồ sì nhé, danh từ là hồ sì. Bởi vì gì nhỉ? Bởi vì chủ ngữ vẫn sẽ là tôi nhé mọi người nhá. Bởi vì tôi. À, chúng ta có một lưu ý nữa đó là gì nhỉ? Trong câu tiếng Nhật thường rất là hay bị khuyết chủ ngữ, đặc biệt là với một đoạn văn. Nếu như mà nó hay có những cái gì nhỉ? Những cái gọi là những cái chủ thể đóng vai trò chủ thể trong cái đoạn văn đấy. Thì ví dụ như đoạn này, chủ thể là tôi đúng nào? Và tiếp theo những câu tiếp theo nó mặc dù khuất cái chủ ngữ là tôi đi nhưng mà các bạn vẫn có thể sẽ hiểu được đây là gì đấy. Chủ ngữ câu thứ hai vẫn là tôi nhá. Đó là sự khác nhau trong tiếng Nhật và tiếng Việt đấy chứ nhỉ? Bởi vì tôi đã rất là muốn gì nhỉ? Cái đĩa DVD. Cái cụm danh từ của nó đây, từ đây cơ. Mitaiga no DVD ga ne. Tôi đã muốn một cái đĩa DVD của bộ phim mà tôi đã gì nhỉ? Tôi đã xem từ 3 tháng trước. Xin lỗi mọi người, chỗ này mình gạch thiếu từ đây đúng không nào? Cả cái cụm này từ đầu đến đây, được chưa nhỉ? Từ đầu cho đến đây sẽ là gì nhỉ? Là cái cụm danh từ của chúng ta nhá. Được chưa nhỉ? Bởi vì tôi rất là muốn tìm một cái gì nhỉ? Cái đĩa DVD của bộ phim cái mà tôi đã xem từ 3 tháng trước. Các bạn thấy không? Đó, nếu như mà ngày xưa chúng ta mới học N5 chúng ta sẽ bị hay kiểu dịch từ trái sang phải đúng không nào? Nhưng các bạn cứ nhớ cho mình là xác định gì đây? Xác định cái ngữ pháp của câu. Ngữ pháp câu này là danh từ ga hoshi kara desu. Bởi vì tôi muốn. Muốn cái gì thì chúng ta cuối cùng chúng ta giải quyết nốt cái cụm danh từ nữa là xong nhá. Câu tiếp theo này. Cắt tờ DVD và gì nhỉ? 友達 và 姉 と一緒に見ます nè. Và câu này chúng ta sẽ thấy chủ ngữ nó là cái gì nhỉ? Chủ ngữ trong tiếng Nhật chúng ta thường hay xác định đó là đứng trước wa ga mo nè. Tuy nhiên trong câu này, chỗ này cái wa này sẽ gì nhỉ? Sẽ đóng vai trò là gì nhỉ? Đóng vai trò là nhấn mạnh, đây là nhấn mạnh cái cụm danh từ này. Được chưa nhỉ? Còn thực ra cái chủ ngữ chúng ta có thể xác định được nhờ vào vị ngữ của nó trong câu, đó là từ mimas. Không thể nào mà cái DVD mà mimas được đúng không? Không phải là cái đĩa DVD nó xem mà phải là chúng ta xem đúng không nhỉ? Chúng ta xem gì nhỉ? Tôi xem nó cùng với ai? Cùng với bạn bè và chị gái của tôi. Và xem cái gì đấy? Và xem cái đĩa DVD mà tôi đã mua được chưa nào? Ok chưa?
Rồi, đó là cách dịch câu của những cái câu đơn giản như này nhé. Các bạn thấy không? Bắt đầu thấy hình dung ra rồi nhé. Nếu mà bạn đang học N5 mà thấy những cái câu này dịch và các bạn có thể thấy hiểu hơn một chút rồi, các bạn nhớ bấm like cho mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp sang đến N4. Khi mà cái câu nó khó hơn một chút rồi thì chúng ta sẽ phải giải quyết nó như thế nào nhỉ? Thực ra mấu chốt vẫn là ngữ pháp là gì, và hai là chúng ta tìm theo từng cái cụm danh từ ấy là xong. Được chưa nhỉ? Thứ hai nhá. これは山田先生からトムさんに届いたメールです。Rồi, các bạn, ngữ pháp của nó là gì? Ngữ pháp của nó là gì nhỉ? これは何々です。Đó là これは danh từ です。Thế thì cái mẫu ngữ pháp これは danh từ です là gì nhỉ? Cái này là cái lời gì đó đúng không? Thế chúng ta sẽ phải hình dung là cái gì đó là cái gì đấy nhỉ? Là cái cụm này cơ này. 山田先生からトムさんに届いたメール là cái bức mail mà gì nhỉ? Mà được gửi, 届いた là đến từ đúng nào? Được gửi từ ai đó? Mà được gửi từ thầy Yamada đến bạn gì nhỉ? Đến bạn Tom. Các bạn thấy chưa? Rồi nhá, và lưu ý là trong cái cụm danh từ thì chúng ta cứ dịch theo gì nhỉ? Dịch theo bình thường thôi, được chưa nhỉ? Là bức mail mà do ai? Do thầy Yamada gửi đến cho bạn Tom nhá. Rồi và bức mail đó như thế nào chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Rồi, thông mở sàng rồi nhé. 明日30日の約束ですが会議に出なければならなくなりました。ですね。Rồi các bạn sẽ thấy nhé, đó là mẫu ngữ pháp, cái cấu trúc, cái câu này của chúng ta là một cái cấu trúc như thế nào đây? 何々ですが, ですね。何々ですが là gì nhỉ? Gọi là mao đầu đúng không nhỉ? Về cái chủ đề mà tôi định nói đến, được chưa? Và đằng sau các bạn thấy cái mẫu ngữ pháp của chúng ta gì nhỉ? 出なければならなくなりました. Tôi đã phải thế nào đó. Đó, thế các bạn sẽ gì nhỉ? Về cái việc này thì tôi thế nào đó, phải thế này này. Các bạn thấy được cái cấu trúc khung của nó đúng không? Và việc còn lại của chúng ta đó là tìm những cái cụm danh từ mà chúng ta sẽ thay vào những cái mà chúng ta bỏ trống vừa nãy nhá. Đó là gì nhỉ? Về cái cuộc hẹn vào ngày mai, tức là ngày 30 đấy, thì tôi gì nhỉ? Thì thầy, chúng ta xưng là thầy nhá. Thì thầy gì nhỉ? Buộc phải đi nhỉ? Buộc phải đi đến tham gia cuộc gì nhỉ? Cuộc họp. Khai ghi ni đê rư là gì nhỉ? Tham gia cuộc họp. Mọi người thấy câu đơn giản chưa? Câu rất là dài. Nhìn qua có vẻ rất là dài nhưng mà kỳ thực thì ngữ pháp nó cực kỳ đơn giản như vậy đúng không nào? Nếu mà các bạn chắc ngữ pháp thì không bao giờ có chuyện là chúng ta bị nhầm lẫn cái câu này cả, được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. それで、すみませんが、約束、31日の午後3時に変えられませんか? Được chưa nhỉ? Rồi, cái ngữ pháp của nó gì nhỉ? Ngữ pháp chỗ này sẽ chỉ là câu mào đầu thôi đúng không nhỉ? Hay là sore de, chính vì vậy mà tôi rất là xin lỗi, thầy rất là xin lỗi em. Em có thể gì đấy? Kaeraremasen ka? Mẫu ngữ pháp của nó là gì nhỉ? Ve masen ka ne? Mà em có thể gì nhỉ? Đổi nó sang, được chưa nhỉ? Đổi nó sang thì chúng ta việc còn lại chúng ta chỉ cần dịch cái cụm danh từ này thôi đúng nào? Đổi nó sang vào khung giờ là 3 giờ chiều của ngày 31 được không? Được chưa nhỉ? Cuộc hẹn vào lúc đó nhá. Và câu tiếp theo này, chúng ta cùng nhau nhìn nhá. トムさんの都合が良ければオフィスで待っています。Và các bạn nhớ cái mẫu ngữ pháp, nhìn câu ngữ pháp của nó này. Ngữ pháp là gì nhỉ? ければ, né? Nếu như mà, được chưa? Mẫu ngữ pháp là bà, né? Bà, nếu vế trước ok, nếu vế trước thế nào đó thì vế sau sẽ như thế này, được chưa nhỉ? Nếu thì bây giờ thì nếu thế nào thì làm sao nhá? Nếu như mà, cụm danh từ của chúng ta ở đây đúng không? Nếu như mà cái gì nhỉ? Chưa gái gì là gì nhỉ? Nếu như bạn có thể ok đúng nào? Nếu như mình dùng cái từ gì nhỉ? Chưa gái gì? Nếu như tiện cho tôm đúng nào? Nếu như mà em mà cảm thấy tiện cho em đấy đúng nào? Thì gì nhỉ? Thì thầy sẽ đợi em ở văn phòng office. Yes, né? Rồi, những cái câu thực ra khi mà bổ nó ra như này các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Cái ngữ pháp của nó cực kỳ đơn giản, đó là gì nhỉ? Watashi wa office de matemasu là chủ ngữ xong rồi đợi ở đâu de cộng với vemasu đúng nào? Ok. Tiếp theo nhá, và câu cuối cùng này. Kono meiru yondara henji o kudasai. Hai vế lại hai vế đúng nào? Nếu như sau khi đọc cái bức mail này thì hãy trả lời cho thầy nhé. Meiru henji o kudasai. Các bạn thấy chưa?
đó là gì nhỉ? Thực ra khi sang đến N4 rồi thì mình nhận thấy có một điều đó là gì nhỉ? Câu nó cũng chưa có gì là quá khó so với N5. Tuy nhiên cái vấn đề của chúng ta thấy bắt đầu câu nó bắt đầu dài hơn và nó sẽ theo nhiều vế, đúng không nhỉ? Chúng ta học rất là nhiều những cái mà gọi là câu phức trong trong chương trình N4, đó là gì nhỉ? Nếu thì, đúng không nào? Hay là gì đây? Có rất là nhiều cái đúng không? Nếu thì bà. Ok. Tạm thời mới chỉ nhớ ra đến đấy thôi đã nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang chương trình N3 xem là với một bài văn thuộc N3 thì nó sẽ có khác gì nhá. Chúng ta vẫn thấy có hai cái quan trọng nhất mà mình vẫn nhắc đi nhắc lại. Một là cấu trúc ngữ pháp và hai là lần theo cụm danh từ. Được chưa nhỉ? Hay. Rồi, số 3. Đề số 3 vẫn là bài N3 vẫn là bài mà mình rút ra từ đề thi GPT vào tháng 7 năm 2016. Chúng ta cùng nhau nhìn xem là như thế này thì liệu mình đi thi mình có làm được không nhá. Rồi. Rất là dễ này. Boku wa Nihon no anime ga daisuki da. Rồi, mẫu ngữ pháp của chúng ta là gì nhỉ? Chủ ngữ nani nani ga suki da. Chủ ngữ này thích cái danh từ này. Đúng chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Chủ ngữ đứng chưa va. Thích cái gì đó. Rồi, ok chưa? Tôi thì rất là thích gì nhỉ? Anime là phim hoạt hình của Nhật Bản. Dịch quá đơn giản, đúng nào? Tiếp theo này. Jiko shoukai no toki ni wa itsumo tsuki na anime ni tsuite hanasu you ni shiteiru. Rồi, mẫu ngữ pháp ở đây là gì? Vẫn chủ ngữ, vẫn là boku. Các bạn sẽ phải nhớ cho mình là cái gọi là cái tính thống nhất của một chủ thể trong một đoạn văn nhé. Bao giờ trong đoạn văn nó có cái chủ thể rõ ràng nhé. Nên là khi mà mình xác định được cái chủ thể đó rồi thì mình sẽ thấy rằng là kể cả câu mà nó mất cái chủ ngữ, chúng ta vẫn dịch được sang tiếng Việt. Và làm sao mà mình cứ phải nhắc về chủ ngữ như này? Bởi vì các bạn thấy rằng là trong tiếng Việt mình thì câu nào cũng phải có chủ ngữ, đúng không nào? Tôi thế này, tôi thế kia, anh thế này, anh thế kia. Còn người Nhật thế nào nhỉ? Tôi thế này, xong thế này, xong thế kia. Nhưng mà vẫn hiểu là gì nhỉ? Vẫn là tôi đấy nhá. Thế bây giờ gì đấy? Tôi thì rất là thích phim hoạt hình của Nhật Bản, đúng nào? Và khi chúng ta bắt đầu nhìn ra cái mẫu ngữ pháp của câu tiếp theo nhá. Đầu tiên là khi trạng từ, đúng nào? Khi thì tôi gì nhỉ? Tôi video ni shiteiru là gì nhỉ? Tôi luôn luôn có thói quen như thế nào đó, đúng nào? Thói quen gì? Thói quen nói chuyện. Và tiếp theo là ngữ pháp tiếp theo. À không phải ngữ pháp tiếp theo, một cái cụ là gì nhỉ? Nichite là về, đúng nào? Thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Mẫu ngữ pháp của này là khi thì tôi thường sẽ thế này. Được chưa? Khi thế nào thì tôi thường sẽ thế này. Và vấn đề còn lại của chúng ta sẽ phải dịch là gì nhỉ? Khi thế nào, đúng nào? Và tôi thường sẽ làm gì? Thì dịch như vậy cái cụm danh từ của nó hơi đúng nào? Nên là khi mà giới thiệu về bản thân của mình thì tôi vẫn thường hay gì nhỉ? Lúc nào cũng nói chuyện về cái bộ phim hoạt hình mà tôi yêu thích. Cái cụm của chúng ta, cụm danh từ ở đây sẽ là gì nhỉ? It's a skin anime. Skina anime ni tsuite, được chưa nhỉ? Nói chuyện về bộ phim hoạt hình mà tôi yêu thích. Ok, tiếp theo nhá. それは自分と趣味が合う人を早く見つけてその人と友達になるためだ。Và gì đấy? Và cái điều đó, nào các bạn xác định cấu trúc ngữ pháp của nó nhá. Đố các bạn biết ngữ pháp của nó trong câu này là gì? Nào. それは自分と趣味が合う人を早く見つけてその人と友達になるためだ。Rồi, mẫu ngữ pháp của chúng ta đây sẽ là それは danh từ は chủ ngữ は何々ためだ。Khi mà các bạn xác định được chủ ngữ của nó trong câu như thế này thì các bạn sẽ không bị dịch ngang nữa. Cái này gì nhỉ? Hợp với sở thích của tôi hay thế nào đó, rồi kết bạn thế nào nào đó. Không, các bạn không dịch như vậy nhá. Cái này là đây, sore wa, chủ ngữ này tame là gì nhỉ? Là do hay là bởi vì hay là nhằm mục đích. Thì câu này mình sẽ dùng dịch là gì đấy? Điều đó thì là gì nhỉ? Mình có thể dùng sang nghĩa là nhằm mục đích, đúng không nào? Điều đó thì nhằm mục đích. Nhằm mục đích gì thì sẽ là nhằm mục đích cả từ đây cho đến tận đây cơ. Cái mà bổ sung, các bạn hiểu không? Cái mà bổ sung cho ý nghĩa là mục đích gì đấy thì nó cả một cụm này. Được chưa? Rồi, cái điều đó thì nhằm mục đích. Thế bây giờ chúng ta xác định được là cái nội dung từ đây cho đến đây là nhằm là cái nội dung của mục đích mà tôi làm rồi, đúng nào? Thế thì các bạn sẽ phải phân tích trong cái cụm này để cho nó thành câu, đúng nào? Trong cái này bao giờ cũng thành một câu, đúng nào? Nhằm mục đích gì nhỉ? Nhằm mục đích làm sao có thể nhanh chóng
hayaku mitsukete, làm sao có thể nhanh chóng tìm ra người mà phù hợp với, có cái sở thích phù hợp với tôi, và gì nhỉ, và có thể kết bạn được với người đó. Được chưa? Rồi, cái điều mà tôi luôn luôn nói chuyện về sở thích của mình, về sở thích là phim hoạt hình Nhật Bản đấy, thì đó là nhằm mục đích làm sao để tôi có thể nhanh chóng tìm ra được một người bạn mà có sở thích hợp với tôi, phù hợp với tôi và kết bạn được với người đó nhá. Tiếp theo này, câu tiếp theo nhá. 親友のトムと初めて会った時もそうだった. Rồi, đố các bạn biết câu này ngữ pháp như thế nào đây? Thực ra ngữ pháp của nó là gì nhỉ? Chủ ngữ á, soda, chỗ này là danh từ, danh từ đúng không? Soda. Và chúng ta dịch là gì đấy? Cái chủ ngữ này là cái này, đúng không nào? Thế bây giờ mình sẽ gì? Và thế mình sẽ dịch đi vào câu này, chủ ngữ đây là gì nhỉ? Rồi, và ngay cả cái thời điểm, đúng không nào? Tôi kia thời điểm, cái thời điểm khi mà tôi gì nhỉ? Lần đầu tiên gặp ai? Gặp Tom, người mà là bạn thân của tôi bây giờ đấy, thì cũng sodatta, cũng giống như vậy. Đúng nào? Tiếp theo nhá. Nihongo gakko no kurasu de boku no jiko shoukai o kiite saisho ni hanashikakete kureta no ga kare datta. Và chủ ngữ câu này rất là dài, đúng nào? Các bạn nhìn thấy cụm danh từ mình dịch chưa? À, mình đánh dấu ở đây chưa? Cả một cái cụm này sẽ là cái danh từ chủ ngữ cho câu này nhá. Cái này ga kare da ne. Và chúng ta cái mẫu ngữ pháp là no đấy là gì nhỉ? Người, đúng nào? Cái người mà chấm từ đầu đến giờ đấy thì là anh ấy, đúng nào? Thì bây giờ mình sẽ dịch cái bộ mục, gọi là cái cụm danh từ bổ sung cho cái chủ ngữ này nhá. À, cái người mà gì nhỉ? Người mà gì đây? Người mà làm sao mà ở trong cái lớp học của gì nhỉ, của trường học tiếng Nhật đấy, người mà gì nhỉ, người mà khi mà nghe cái gì nhỉ, cái jiko shoukai là cái bài giới thiệu của tôi, thì lần đầu tiên hay người đầu tiên mà bắt chuyện với tôi đó chính là gì nhỉ, chính là anh ấy là anh Tom đây, được chưa nhỉ? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Rồi, và câu tiếp theo nhá. Suki na anime ga kare to onaji datta no da. Rồi, các bạn nhìn nhá. Suki na anime là cái bộ phim hoạt hình, được chưa nhỉ? Mà tôi thích hay là anh ấy thích, đúng không nào? Thì gì nhỉ? Nó giống với tôi, đúng không nhỉ? Nó giống với tôi. Được chưa? Nó giống với tôi. Đấy, các bạn nhìn thấy được chưa? Cái mẫu ngữ pháp của nó là gì nhỉ? Chủ ngữ là cái bộ phim hoạt hình ấy, thì nó onaji datta, được chưa nhỉ? Nó giống với ai? Giống với boku, giống với tôi ở đây, được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Otagai ni nihongo wa heta demo itsu made mo hanashi ga tsuzuite sugu ni nakayoku nareta no da. Ok, và câu này các bạn sẽ cùng nhau dịch nhá. Các bạn cùng nhau nhìn cho mình nhá. Thứ nhất là demo, dù. Ngữ pháp của nó, xác định mẫu ngữ pháp đã nhá. Dù thế nào, dù làm sao đó, nhưng mà gì đấy, nhưng mà cái câu chuyện nó cứ gì nhỉ, gọi là cứ nói chuyện mãi, hanashi ga tsuzuku là gì nhỉ, cứ chuyện trò với nhau được mãi đấy, thì gì đây nhỉ, thì đã ngay lập tức có thể gì nhỉ, có thể nakayoku naru là có thể trở nên thân thiết với nhau hơn rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ dịch như sau nhá. Dù gì nhỉ, dù tiếng Nhật của cả hai người, otagai ni ne, dù tiếng Nhật của cả hai người có kém đi chăng nữa, thế nhưng mà gì nhỉ, có thể gì nhỉ, itsu mademo hanashi ga tsuzuite, nhưng mà gì nhỉ, có thể vì cứ nói chuyện mãi với nhau được, thế nên là cuối cùng đã gì nhỉ, đã có thể trở nên thân thiết được với nhau ngay lập tức luôn. Ok chưa? Rồi, các bạn thấy chưa, khi mà bước sang N3 thì chúng ta bắt đầu thấy cái gì nhỉ? Cái câu của nó đã dài ra hơn, và kể cả cái cụm danh từ của chúng ta đã cũng dài ra hơn một chút rồi. Nhưng mà có một điều mà mình thấy là gì nhỉ? Cái phần N3 ấy thì cái câu của nó thường dài hơn một chút thôi, chứ còn về nghĩa nó chưa quá khó giống như N1, N2. Mà tí nữa các bạn sẽ cùng nhau vào xem luôn nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn N2 này. N2 thế nào nhá? Quay học N2 đang xem clip này không? Các bạn sẽ cùng nhìn qua và thử dịch cùng với mình được không nhỉ? Rồi, đầu tiên là gì nhỉ? Chỗ này đọc là shin desu ne. Shin no puro desu ne. Bằng với từ honto no puro desu ne. À, trong cái bài này chúng ta sẽ chỉ chủ yếu cùng nhau là giải quyết về phần dịch, nên là khi mà dịch thì các bạn chắc chắn là phải nắm rõ được về từ vựng thì chúng ta mới dịch được hay và đúng được, nên là mình sẽ bỏ qua cái bước về từ vựng nhá, mà chúng ta sẽ chỉ nhấn mạnh vào cái vấn đề là
tìm mẫu ngữ pháp chuẩn của câu đó, và thứ hai là dịch theo đúng cụm danh từ, theo từng cái cụm mà bổ nghĩa cho cái danh từ lớn nhá. Rồi. 真のプロと呼ばれる人たちは他者評価ではなく自己評価の中に生きています. Đấy. Câu này chủ ngữ của nó là gì và vị ngữ của nó là gì, các bạn cùng nhau nhìn nhá. Chủ ngữ chắc chắn đứng trước was nhé. Những người thế nào đó thì gì đây? Thì vị ngữ của nó đây, ikitema thì sống. Sống trong gì? Sống trong không phải cái này mà là trong cái này cơ. Vì sao mình lại dịch được là gì nhỉ? Không phải trong cái này mà là trong cái này. Các bạn thấy hai cái danh từ này nó gọi là chức năng ngữ pháp của nó sẽ tương đương với nhau đúng không nào? Nên là mình mới dịch được như vậy đấy. Thế các bạn, bây giờ vấn đề còn lại chúng ta chỉ việc giải quyết xem là chủ ngữ cụ thể nó là cái gì thôi đúng không nào? Những người mà được gọi là hongto no puro, những người chuyên nghiệp đúng không nào? Là những người shin no puro, những người mà được cho là rất là chuyên nghiệp đấy, thì họ làm sao nhỉ? Họ sẽ sống không phải là trong cái sự đánh giá của người khác, những người xung quanh, mà họ sống trong gì đây? Họ sống trong cái gì nhỉ? Cái đánh giá của chính bản thân mình. Đó. Các bạn thấy không? Khi mà từ câu tiếng Nhật thì hơi ngắn một chút như vậy, cũng đơn giản như vậy, nhưng mà tiếng Việt mình thì mình phải biến chuyển rằng là gì nhỉ? Người này họ không chỉ không phải sống trong cái này mà họ phải sống trong cái này. Thì cái sự khác nhau về mặt câu chữ như vậy thì nó là tính chất là bởi vì tiếng Việt, diễn đạt của tiếng Việt và tiếng Nhật khác nhau, nên chúng ta cần phải linh động những trường hợp như thế này. Khi mà sang đến N2 chúng ta cần phải có những cái sự linh động về mặt ngôn ngữ rồi như này đúng không nào? Nên là sẽ có nhiều bạn mà sau trong câu này em thấy có mỗi một từ sống, ikitemasu nhé. Tiếng Nhật thì có mỗi một từ sống và tiếng Việt mà có tận hai từ sống, cô dịch như thế không được. Nhưng mà các bạn thấy đúng không? Chúng ta khi mà dịch như vậy thì cái câu nó sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn rất là nhiều đúng không nào? Tiếp theo nhé. Kareda wa mawari no hito ga ikura mitomete mo jibun de mitomerare nakereba jishin no mochimasen. Rồi, với câu này các bạn sẽ thấy chủ ngữ là ai? Chủ ngữ là ai nhỉ? Đơn giản đúng không nào? Chủ ngữ là kareda. Vì sao lại chủ ngữ là kareda thì chúng ta sẽ nhìn được tiếp vào vị ngữ. Vị ngữ bao giờ phải ứng với chủ ngữ nhá. Vị ngữ phải ứng với chủ ngữ, được chưa nhỉ? Không thể là chủ ngữ đây, chủ ngữ là anh ấy, xong rồi bây chúng ta lại dùng cái vị ngữ là gì nhỉ? Mawari no hito. Vị ngữ là mawari no hito được. Mà phải gì đây nhỉ? Đâu? Rồi. Đây. Mochimasen. Anh ấy không thế nào hay nào đó. Và chúng ta cần đi sâu hơn một chút về cái cấu trúc ngữ pháp của họ đúng không nào? Cấu trúc ngữ pháp của họ gì nhỉ? Nakereba, nếu như mà thế này thì cái chủ ngữ kia sẽ không thế này này. Được chưa nhỉ? Các bạn thấy chưa? Rồi, những người đó, những người mà sống trong cái gì, những cái đánh giá của bản thân, chỉ của bản thân thôi, thì họ làm sao? Họ sẽ như thế nào? Dù cho là gì nhỉ? Dù cho là những người xung quanh có gì nhỉ? Có mitometemo, có thừa nhận, có chấp nhận bao nhiêu đi chăng nữa, mà bản thân họ nếu như mà họ thấy cảm thấy không thể chấp nhận được thì họ sẽ không có được cái sự tự tin cần thiết đó nhá. Tức là họ không natoku, họ không mitome được nhé. Tiếp theo này, yaku ni tanin ga mitome nakutemo jibun ga tadashii to omoeru koto ni jishin no motte imasu. Và ngược lại đúng nào, và ngược lại lại là temo và jishin omotte imasu ne. Dù cho thế này thì chủ ngữ sẽ vẫn là họ đúng không nào? Họ sẽ vẫn có những cái gì nhỉ? Sự tự tin cho rằng như thế nào đó, dù cho thế này thế này này, được chưa nhỉ? Và ngược lại họ đúng không? Vẫn là họ, vẫn là những người trên này nhá. Ngược lại những người như thế, dù cho gì nhỉ? Những người xung quanh có gì nhỉ? Có không đồng ý, không chấp nhận đi chăng nữa, nhưng mà gì nhỉ? Họ vẫn sẽ luôn luôn tự tin vào những cái gì đây? Thì cái chỗ này sẽ là cái cụm danh từ mà chúng ta cần phải giải quyết này. Vào những cái điều mà jibun ga tadashii to omoeru koto, vào những cái điều mà họ có thể cho là chính xác, là đúng, được chưa? Ok chưa? Các bạn thấy câu thế nào? Đúng không? Và chúng ta đi đến câu cuối cùng nhá. 他者評価に一喜一憂している状態では本当の意味で自信を獲得したとは言えないでしょう. Đúng nào? 言えないでしょう. Cái mẫu ngữ pháp của nó sẽ là gì đấy nhỉ? Khó có thể nói rằng hay không thể nói được rằng là gì đây? Rằng là thế nào? Nếu như mà trong cái trạng thái như thế này thì chúng ta thế này. Đó, thế bây giờ chúng ta phải cần phải giải quyết là chúng ta đã hiểu là cái cấu trúc là gì nhỉ? Nếu như mà còn trong cái trạng thái như này thì không thể nói rằng, không thể khẳng định được như thế này. Đó, thế bây giờ chúng ta phải xác định xem là
cái trạng thái đó là trạng thái gì và không thể nói được cái điều gì. Được chưa? Các bạn nhớ nha, bao giờ chúng ta phải nhìn được cái ngữ pháp to nhất, tổng thể nhất của nó là gì. Nếu như mà chúng ta còn trong cái tình trạng mà cứ gì nhỉ, gọi là cứ để ý từng tí hay là gọi là có những cảm xúc vui buồn từng tí một theo những cái gì nhỉ, những cái đánh giá của những người xung quanh thì chúng ta sẽ không thể nói được rằng là gì đấy, khó có thể nói rằng là gì nhỉ, con người chúng ta đã có được cái sự tự tin ở một cái ý nghĩa thực sự của nó nhá. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Và đó là N2 nhá. Trước mắt chúng ta sẽ còn N1 nữa thôi. Và các bạn sẽ cùng nhau nhìn N1 của mình sẽ có những cái câu như thế nào và chúng ta cùng dịch nó như làm sao nhá. Hay, và cuối cùng chúng ta sẽ còn một bài N1 như thế này đúng không nào? Khi mà các bạn đứng trước một bài văn đọc hiểu N1 thì thực ra theo cái kinh nghiệm của mình trước giờ mình thấy rằng là gì nhỉ? Khi mà chúng ta học đến N1 thì chúng ta sẽ không chỉ là gì nhỉ? Dừng lại ở cái việc mà chúng ta cứ chăm chăm vào việc nhìn đúng ngữ pháp, rồi dịch đúng cái cụm danh từ là ra, mà ngoài ra chúng ta còn có phải có cả vốn hiểu biết, vốn kiến thức cũng như là cái tư duy về mặt ngôn ngữ nữa cơ, tư duy về cả những cái liên quan đến đời sống hàng ngày nữa. Tuy nhiên khi mà nói như vậy thì chúng ta có thể hơi lo lắng một chút, nhưng mà mình nghĩ là cuối cùng mọi cái thì vẫn phải bám theo gốc rễ, đó là trước tiên là cứ nếu như cứ xác định đúng được ngữ pháp của nó và xác định đúng được cụm danh từ bổ trợ cho từng cái một thì các bạn đã dịch đúng được câu đấy đến 80% rồi nhá. Ok, và chúng ta cùng nhau đọc nhá. Từ câu đầu tiên này, từ dòng đầu tiên này, thực ra là nó chỉ có mấy câu đây, mình sẽ cùng nhau nhìn nhá. Có hai câu thì đúng nè. Và đấy, một cái vấn đề nữa đó là câu của N1 nó thường dài hơn rất là nhiều nhá, nên các bạn phải cùng nhau kiên nhẫn một chút nữa cơ, đúng nè. 人が自分の能力以上のことに憧れ、 それがどうしてもできないというのになお執着しているとしたら、 登れない壁の下でいたずらにジタバタしているようなもので、 気の毒でもありますが、滑稽でもあります。 Rồi, quê nhé. Rồi. Một vài những cái từ vựng thì các bạn có thể tra ra, hoặc là tí nữa các bạn nghe mình dịch các bạn có thể hiểu được luôn nghĩa của nó nhá. Thế câu này vào những cái câu dài như này thì các bạn trước tiên các bạn sẽ lần lần từ trái sang phải cho mình nhỉ, lần lần từ trái sang phải. Sau đó rồi dần dần chúng ta sẽ nhìn ra được cái ngữ pháp của nó thôi. Đầu tiên nhá. Con người. Trước tiên mình cứ thử dịch từ trái sang phải xem các bạn thấy như nào nhá. Con người thì gì nhỉ, vẫn thường rất là ngưỡng mộ những cái cụm danh từ của chúng ta đây, những cái mà nó cao hơn cái năng lực của bản thân mình. Đúng chưa? Đúng đúng nào. Và gì nhỉ? Tiếp theo này, theo từng dấu phẩy nhá. Và nếu như mà gì đấy nhỉ? Và それがどうしてもできないというのに なお執着しているとしたら, 執着 là chúng ta cứ gọi là cứ quyến luyến đúng không nào, cứ quyến luyến, cứ bận tâm đến nó. Gì nhỉ? Mặc dù đúng không? Mặc dù cái điều đó là cái điều mà chúng ta có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm được, nhưng mà gì đấy? Nhưng mà chúng ta cứ gì nhỉ? Cứ bận tâm lưu luyến đến nó. Nhưng mà mình phải dịch ngược lại như này nè. Nếu như mà bạn cứ bận tâm lưu luyến đến cái gì? Đến cái điều nhé, đến cái mà gì nhỉ? Chúng ta có dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể làm được. Thì gì đấy nhỉ? Thì vì mono đệ, các bạn thấy mình nắm chắc ngữ pháp đúng không? Nên mình xác định câu rất là chuẩn nhá. Thì vì gì đấy nhỉ? Vì nó giống như là gì nhỉ? Nó sẽ giống như là chúng ta cứ gì nhỉ? Cứ gọi là vật lộn khổ sở một cách vô nghĩa vô ích dưới một bức tường mà chúng ta không thể nào mà leo lên được. Đúng không? Thế nên là bản thân cái việc đó gì nhỉ? Nó mang hai ý nghĩa, nó vừa gì nhỉ? Vừa đáng thương kinodoku mà lại còn vừa hài hước, đáng buồn cười, đáng giễu cợt nữa cơ. Các bạn hiểu ý nghĩa câu này chưa? Và bây giờ mình sẽ nhìn lại cho các bạn nhé. Con người chúng ta thường thế này, đúng nào? Tuy nhiên gì nhỉ? Nếu chúng ta cứ thế nào đó thì cái việc đó nó giống như là cái việc này. Và gì nhỉ? Và chúng ta thử chấm một câu nhé. Chấm câu chúng ta chuyển sang câu. Và cái điều đó thì nó vừa gì nhỉ? Vừa đáng thương mà nó lại còn vừa buồn cười nữa cơ. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ dịch lại để cho các bạn thấy ổn hơn nhá. Con người chúng ta thì vẫn thường hay gì đấy nhỉ? Vẫn thường hay ngưỡng mộ những cái điều mà nó nằm trên cái năng lực của bản thân. Và gì đấy? Rồi, chấm. Khi mà có một cái mẹo nữa là gì nhỉ? Với những câu dài các bạn có thể tách thành nhiều câu trong tiếng Việt để cho câu nó đơn giản hơn và dễ hiểu hơn nhá. Bây giờ mình sẽ chấm ở đây như vừa nãy nhá.
Tuy nhiên nếu như mà chúng ta gì nhỉ? Nếu như mà chúng ta cứ gọi là bận tâm quyến luyến mãi với những cái điều mà chúng ta làm dù thế nào cũng không thể thực hiện được thì nó giống như là việc chúng ta gì nhỉ? Giống như là việc chúng ta cứ phải vật lộn một cách vô cùng là Itazura bằng với từ lãng phí vô ích nhá. Vật lộn một cách vô ích dưới cái bức tường mà chúng ta không thể nào mà leo lên được. Đúng nào? Thế nên là cái việc đó nó cũng vừa thấy, vừa đáng thương mà còn vừa gì nhỉ? Vừa đáng buồn cười nữa cơ. Tiếp theo. Rồi. Hiểu rồi nhá. Khi mà vào đến N1 chúng ta sẽ thấy là cái ý nghĩa trong truyền tải trong một câu nó sâu sắc hơn rất là nhiều, đúng không nào? Tiếp theo này. Kono bae wa akirame ga hitsuyou desu. Câu này thì dễ rồi. Trong những trường hợp này, kono bae wa desu ne. Trong những trường hợp này thì điều cần thiết là gì nhỉ? Chúng ta cần phải bỏ cuộc. Gọi là akirame được là gì nhỉ? Chúng ta dừng lại, tạm thời bỏ qua, không làm cái việc mà chúng ta thấy vô cùng là khó, nằm ngoài tầm với của bản thân ấy nữa. Và câu cuối cùng nhá. Tada sore wa sono tsugi no jibun no nouruku ni atta akogare nari michi nari o motomeru tame ni nomi hitsuyou de atte akirame no naka ni iko tte shimau koto wa 少し検討が外れていることになるかもしれません. Rồi, và với câu này, câu cuối rồi chúng ta sẽ dịch như thế nào đấy nhỉ? Chúng ta sẽ chia cái mẫu ngữ pháp, chia cái vế câu sẽ thành hai vế như này. Là gì nhỉ? Chỉ có điều là cái điều đó là gì nhỉ? Cái việc mà chúng ta bỏ cuộc akirame ở đây người ta vừa khẳng định là cần thiết, đúng không nào? Cái điều mà chúng ta bỏ cuộc đấy thì nó chỉ cần thiết để là gì đấy? Để chúng ta có thể tìm ra được những cái mà chúng ta gọi là chúng ta muốn dõi theo, muốn noi theo, đúng không nào? Hay là những cái con đường hướng đi mới, cái mà phù hợp với cái năng lực của bản thân mình, đúng không nào? Tức là chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, bỏ cuộc đấy để chúng ta có thời gian chúng ta tìm ra những cái hướng đi khác phù hợp hơn với cái năng lực của mình. Chứ còn cái việc mà chúng ta gọi là nghỉ ngơi hẳn luôn trong cái lúc mà chúng ta bỏ cuộc đấy thì gì nhỉ? Thì kento ga hazurete irukoto nghĩa là gì nhỉ? Cái điều này nó bằng với từ là chigaimasu thì chứ còn cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn trong cái lúc mà chúng ta bỏ cuộc đấy thì lại là một cái điều, là cái câu chuyện khác, là cái câu chuyện mà nó không đúng nữa rồi nhá. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Tức là khi mà chúng ta gặp một vấn đề khó thì chúng ta hãy gì nhỉ? Tức là những cái mà chúng ta kiểu gì kiểu không thể nào mà làm được, nằm ngoài tầm với bản thân thì hãy dừng lại ở đấy và để đi tìm một cái hướng đi khác, tìm một cái cách làm khác nó phù hợp hơn với bản thân mình. Chứ không phải là chúng ta bỏ cuộc và chúng ta nghỉ ngơi luôn. Thì tức là như thế là chúng ta bỏ hoàn toàn rồi, đúng nào? Ok chưa? Rồi. Hay. Thế thì khi mà đến đây rồi, đúng nào? Ok, chúng ta đã cùng nhau đi xong được đến 5 câu như thế này. Thế thì khi mà nói đến đây thì hy vọng là với bạn nào mà đã xem được clip này rất là dài, đúng không nào? Các bạn đã xem được đến phút cuối cùng như này, các bạn đã hiểu ra được rất là nhiều điều khi mà dịch câu rồi, đúng không nào? Mọi người biết không? Khi mà chúng ta học bất kỳ một ngoại ngữ nào để có thể chúng ta có thể dịch được thành thạo một cái câu, một cái văn bản từ một ngôn ngữ khác sang một ngôn ngữ khác thì cái đó nó sẽ không chỉ nằm ở kỹ năng mà nó còn nằm phụ thuộc rất là nhiều ở việc chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho cái sự luyện tập đó, cũng như là cái việc mà mình trau dồi bản thân về cái năng lực ngoại ngữ, cả tiếng ngoại ngữ đó lẫn cả cái năng lực về tiếng mẹ đẻ của chúng ta bao nhiêu nữa. Thế nên là nếu như mà ngày hôm nay có thể có ai đó trong số chúng ta còn thấy rất là băn khoăn, trăn trở về cái vấn đề làm sao mình mãi không thể nào mà dịch được một câu cho thật hay, đúng không, thì các bạn cũng đừng lo lắng gì cả. Hãy cứ thử những cái cách làm mà mình đã hướng dẫn các bạn ngày hôm nay. Mình tin là nếu như bạn có thể tận dụng được những cái điều mà mình hôm nay vừa mới truyền tải trong clip này thì mình tin chắc rằng cuối cùng các bạn cũng sẽ có thể đạt được một cái thành quả nào đó mà mình cảm thấy tạm thời hài lòng một chút, đúng không nào? Ok, và clip của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhé. Nếu như các bạn thấy clip này của mình hay và giúp ích được cho các bạn thì các bạn nhớ ấn like và chia sẻ clip này cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Minasan, otsukaresama desu. Bye bye.